chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Hành Trang Du Học. Quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ, mở đầu chương trình ngày hôm nay, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thông tin Du Học. Singapore là một thành phố đa văn hóa đầy thú vị, nơi các ảnh hưởng của phương Đông và phương Tây hòa trộn cả trong ngôn ngữ lẫn văn hóa. Nơi đây có hàng ngàn sinh viên nước ngoài đến học tập. Do vậy, nếu bạn là một sinh viên quốc tế đang suy tính đến việc học tập ở nơi đây, bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ bị lẻ loi. Singapore cũng là thiên đường cho những ai hứng thú với vấn đề ẩm thực. Các nền văn hóa Malaysia, Trung Quốc, phương Tây, Ấn Độ và Âu Á hòa quyện mang đến vô vàn các lựa chọn. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi cùng các thứ tiếng châu Á khác, tạo nên một cộng đồng quốc tế thật sự. Hệ thống giáo dục song ngữ ở Singapore phản ánh sự phong phú văn hóa thú vị này vì các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh cùng với tiếng Malay, Trung Quốc phổ thông, Tamil. Những điều kiện thuận lợi này tạo cho sinh viên quốc tế có cơ hội được hưởng một nền giáo dục tốt và được tận hưởng di sản văn hóa phong phú và sôi động của đất nước Singapore. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đều đã biết thì ngành quản lý du lịch khách sạn hiện nay đang nở rộ và đó cũng là lý do tại sao các bạn du học sinh tìm đến với đất nước Singapore để học về ngành này. Và trong chương trình Hành Trang Du Học kỳ này, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với chị Lâm Thanh Trúc, hiện đang là chuyên viên tư vấn du học của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để cùng tìm hiểu về một ngôi trường tại đất nước Singapore chuyên đào tạo về ngành quản lý du lịch khách sạn, đó là trường OSAC. Xin chào chị Thanh Trúc. Chào Trúc Giang. Chị Thanh Trúc thân mến, theo như Trúc Giang được biết thì trường OSAC có đào tạo về ngành nấu ăn và nghệ thuật ẩm thực. Như vậy thì chị có thể chia sẻ rõ hơn về ngành học này tại trường OSAC ạ? Cảm ơn câu hỏi của Trúc Giang. Thì khóa học này dành cho đối tượng cần thực hành và làm việc trong ngành công nghiệp, ở khách sạn, nhà hàng quốc tế. Khóa học thì thiết lập những kiến thức cũng như là kỹ năng cần thiết từ khâu chuẩn bị thực phẩm và phương pháp nấu nướng lẫn nghệ thuật ẩm thực, cùng với trách nhiệm quan sát nhiều nền văn hóa khác nhau. Và nội dung chương trình học của City and Guide của Anh Quốc thì cung cấp khâu đánh giá và bằng cấp chứng nhận cho các trường học trong lĩnh vực kinh doanh và hiệp hội thương mại, cơ quan chính phủ tại hơn 100 nước với hơn 120 năm kinh nghiệm trong việc xác định nhu cầu về đào tạo, phát triển công cụ đánh giá, tiến hành thực hiện và đào tạo huấn luyện nhân viên trong việc đánh giá. Về cái khóa học cao đẳng nấu ăn và nghệ thuật ẩm thực thì bạn sẽ được học như sau. Thứ nhất là an toàn tại nơi làm việc, sẽ xác định những rủi ro an toàn tại nơi làm việc, xác định biện pháp phòng ngừa an toàn áp dụng cho các sự kiện, xác định yêu cầu chính của pháp luật liên quan đến sự an toàn. Tiếp theo là sự an toàn thực phẩm, liệt kê những triệu chứng chính của ngộ độc thực phẩm và xác định các nhóm dễ bị tổn thương, liệt kê các yếu tố chính trong việc xem xét tẩy rửa và khử trùng, thiết lập yêu cầu nhiệt độ cho các loại thức ăn khác nhau trong quy trình nấu nướng. Tiếp theo là về bảo trì nhà bếp, sẽ thiết lập những yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch và thiết kế việc bài trí sắp đặt thực phẩm và thức uống, mô tả mối quan tâm chính trong việc mua các trang thiết bị, máy móc và dụng cụ. Tiếp theo là về tính toán và chi phí kiểm soát, sẽ thiết lập các yếu tố được sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính cho việc điều hành nhà hàng, giải thích quy trình và sự kiểm soát trong việc mua, giải thích các phương pháp tính toán chi phí của hàng hóa và dịch vụ. Về dinh dưỡng và chế độ ăn uống thì các bạn sẽ phân tích và chuẩn bị thực đơn để mà đáp ứng nhu cầu của các nhóm dinh dưỡng khác nhau, mô tả việc thay thế thực đơn mặn bằng thức ăn chay hoặc là các nhóm thực phẩm tương tự. Về giá thực đơn thì sẽ mô tả loại thực đơn có sẵn và giải thích việc sử dụng thích hợp, xác định và giải thích các nguyên tắc cân bằng thực đơn, vân vân. Và các bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách chuẩn bị các phương pháp chế biến, kỹ thuật cũng như là chế biến như thế nào. Và khi mà các bạn du học sinh đến với trường OSAC để học về ngành quản lý du lịch khách sạn thì không biết là các bạn sẽ được học những môn gì ạ? Khi mà các bạn theo học cái ngành này tại trường thì các bạn sẽ được học rất là nhiều môn liên quan tới ngành chi tiết cho tới thực tế. Nhưng mà hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu cho các bạn một số môn như sau, như là dịch vụ khách hàng. Và mục đích của cái môn học này là sẽ giới thiệu cho các bạn học viên các nguyên tắc và mục tiêu của dịch vụ khách hàng, nhằm tập trung vào hoạt động kinh doanh và dịch vụ, ví dụ như là các loại hình thể thao và giải trí, du lịch khách sạn hoặc là ăn uống.
Tiếp theo là chuyên ngành quản lý và điều hành nhà hàng. Và môn học này thì sẽ giới thiệu đến học viên những cái khía cạnh thực hành của dịch vụ nhà hàng. Và do tính chất công việc thì người quản lý khách sạn cần phải có những cái kỹ năng thực hành cơ bản để có thể điều hành một cách hiệu quả hoạt động của nhà bếp lẫn trong nhà hàng. Về chuyên ngành quản lý và điều hành phân chia phòng thì cái môn học này thì sẽ cung cấp cho các bạn học viên hiểu được tầm quan trọng cũng như là vai trò của tiếp tân, như là dây thần kinh trung tâm của nối kết khách hàng với mạng lưới liên kết thông tin với các bộ phận khác. Về chuyên ngành quản lý và điều hành du lịch khách sạn thì cái học viên sẽ tập trung vào phạm vi rộng lớn của hoạt động và đặc điểm kinh tế, bao gồm như là thông tin khách hàng và mô hình của nhu cầu. Và học viên cũng sẽ xem xét một loạt các lợi giá cả và chiến lược lợi nhuận, sử dụng phần mềm ICT để mà tiếp cận các loại hình khác nhau. Về chuyên ngành quản lý hội nghị và phòng tiệc thì mục đích của cái môn học này sẽ nhằm khuyến khích học viên kiểm tra và phát triển hiểu được các nhu cầu cụ thể của khách hàng trong lĩnh vực hội nghị và phòng tiệc. Về chuyên ngành điểm đến của du lịch thì mục đích của cái môn học này thì sẽ giới thiệu đến cho các bạn học viên biết được các điểm đến của khách du lịch, đặc sắc về văn hóa, xã hội và vật lý của những địa điểm du lịch đó, cùng với những vấn đề lẫn xu hướng ảnh hưởng đến người dân bản xứ, cũng là một phần kiến thức cũng như là kỹ năng cần thiết của những nhà quản lý trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. Và để tìm hiểu tất cả các môn học của ngành này thì các bạn có thể tham khảo tại trang web của Tân Đại Dương, đó là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Như vậy không biết là thời gian học cũng như là các kỳ khai giảng của hai ngành học này sẽ như thế nào ạ? Khi mà các bạn học cái chương trình cao đẳng ngành nấu ăn và nghệ thuật ẩm thực hay là ngành quản lý du lịch khách sạn thì các bạn cũng sẽ được học 6 tháng đầu là lý thuyết, và sau đó thì các bạn cũng sẽ được đi thực tập 6 tháng tiếp theo tại các khách sạn 4 hoặc là 5 sao tại Singapore. Và điều hấp dẫn hơn nữa là các bạn sẽ được nhận lương trong cái thời gian mà đi thực tập này với mức lương lên đến là 600 cho đến 800 đô la Sing một tháng. Và với mức lương này thì các bạn sẽ trang trải được cái chi phí mà không phải xin tiền của gia đình. Và các kỳ nhập học tại trường thì thường sẽ vào tháng 1, tháng 3, 5, 7, 9 và 11. Và để được tư vấn kỹ hơn về khóa học thì các bạn có thể liên hệ đến văn phòng của Tân Đại Dương ở quận 1, quận 5 hay là Nha Trang để được các chuyên viên tư vấn Singapore của Tân Đại Dương tư vấn miễn phí cho các bạn nhé. Và khi các bậc phụ huynh có con em đi du học ở đất nước Singapore thì về khoảng cách địa lý là không quá xa, nên việc bay sang để thăm con em của mình đó là vấn đề thường xuyên. Không biết là Tân Đại Dương có điều gì muốn chia sẻ cùng với các bậc phụ huynh trong vấn đề này hay không ạ? Câu hỏi này cũng được rất là nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. Thì đối với những bậc phụ huynh mà khi sang thăm con em mình đang học tại Singapore hay là đi du lịch Singapore thì cần lưu ý những cái điểm như sau. Là người Việt Nam thì sẽ được miễn visa khi mà đi du lịch Singapore trong vòng 30 ngày. Và khi mà thuê phòng tại khách sạn để mà tránh phải trả cái mức giá cắt cổ thì các bạn phải nên hỏi rõ về các mức giá đặc biệt hoặc là chiết khấu. Và ngoài ra thì hãy đặt phòng trực tuyến, bởi vì có rất là nhiều khách sạn chỉ đưa ra mức chiết khấu trên Internet hoặc là cung cấp các mức giá đặc biệt cho các đại lý du lịch. Khi mà ở Singapore thì các bạn hãy cố gắng là dùng tay phải trong các giao dịch xã hội, ví dụ như là bắt tay, tặng hoa hoặc là tặng quà. Và cũng nên nhớ rằng là không chỉ dùng tay phải khi ăn uống hay là tặng quà, mà còn với tất cả các mọi cái cử chỉ, và đặc biệt là khi cần chỉ rõ một cái gì đó. Và các bạn cũng hãy tháo bỏ giày dép trước khi mà bước vào nhà riêng hoặc là nơi thờ cúng, trừ nhà thờ và nhà giáo đường Do Thái. Và vì ở hầu hết mọi nơi mọi người đều bắt tay khi mà gặp gỡ, nhưng mà hãy nhớ rằng phụ nữ Hồi giáo thì không được phép chạm vào đàn ông khi mà trừ khi mà người đó là họ hàng thân thích hoặc là chồng của họ. Và thay vì bắt tay thì chỉ cần mỉm cười và gật đầu là đủ. Và người Singapore thì thường trao đổi business card. Và hãy nhớ rằng là các bạn hãy nhận kẹp bằng cả hai tay và luôn coi trọng điều đó. Đừng bỏ tọt kẹp vào túi áo mà chưa xem gì cả. Nếu mà các bạn muốn tặng quà cho một người Singapore thì các bạn nên hỏi qua lễ tân khách sạn, để mà lễ tân sẽ gợi ý cho các bạn những cái ý kiến hữu ích nhất. Đối với nhiều bậc phụ huynh cũng như là các bạn du học sinh khi đến với đất nước Singapore thì chắc chắn là sẽ còn khá bỡ ngỡ về vấn đề ngôn ngữ ở đảo quốc này khi mà lần đầu tiên đặt chân đến với đất nước này. Thì không biết là chị Lâm Thanh Trúc có điều gì muốn chia sẻ về vấn đề ngôn ngữ ở đảo quốc sư tử hay không ạ?
về chính phủ của Singapore thì cũng đã công nhận 4 ngôn ngữ chính thức của Singapore, gồm tiếng Hoa, cộng đồng gốc Hoa, tiếng Tamil của cộng đồng gốc Ấn, tiếng Malay của cộng đồng gốc Mã Lai và tiếng Anh thì được dùng cho tất cả cộng đồng. Và kể cả các ngôn ngữ thiểu số khác, theo một số thống kê năm 2009 thì cái số ngôn ngữ mà đang sử dụng trên đảo quốc này là 20, và chắc chắn con số đó sẽ không dừng lại vì cái số người nước ngoài từ các cộng đồng khác không ngừng tăng lên một cách có chọn lọc tại đây, và trong đó cũng có người của Việt Nam. Và cùng với thời gian thì cái quá trình toàn cầu hóa và cả nhận thức của giới trẻ thì tiếng Anh đang lấn lướt và trở thành ngôn ngữ hàng ngày của cư dân nơi đây, nên là các bạn có thể gặp rất là nhiều người Singapore gốc Hoa không còn nói được tiếng Hoa, hay là người Mã không nói được tiếng Mã. Và quả như là hiện nay thì người dân Singapore đã dùng tiếng Anh thành ngôn ngữ hàng ngày của mình. Và cho dù là có nhiều ngôn ngữ chính thức như vậy, nhưng mà việc Singapore lựa chọn tiếng Anh là ngôn ngữ quốc gia đã làm nên là một quốc gia thịnh vượng của ngày nay. Nên là các bạn hãy yên tâm khi mà cho con em mình đi du học tại quốc đảo này. Bên cạnh việc học tập thì các hoạt động vui chơi giải trí cũng được khá nhiều các bạn du học sinh cũng như là các bậc phụ huynh quan tâm. Như vậy thì chị Thanh Trúc có thể giới thiệu những địa điểm mà các bạn có thể sinh hoạt vui chơi ở đất nước Singapore. Câu hỏi này thì rất nhiều bạn sinh viên đặt ra với Tân Đại Dương. Thì ở Singapore thì có đảo Sentosa. Thì những ai mà đã từng đặt chân đến cái hòn đảo Sentosa của Singapore này thì chắc chắn sẽ muốn quay trở lại thêm một lần nữa. Bởi vì với nhiều người thì cái tên Sentosa khiến cho họ nghĩ đến một thiên đường thực sự dành cho khách du lịch và vui chơi. Chỉ cách thành phố khoảng 1 phút đi cáp treo hoặc là đường bộ thì cái đảo Sentosa có thể được xem là một sự kết hợp hoàn hảo giữa khu vui chơi giải trí nhiệt đới, công viên thiên nhiên cũng như là trung tâm di sản. Và sẽ thật là thú vị khi mà các bạn được ngồi trên cáp treo ngắm nhìn được toàn cảnh của đảo Sentosa. Còn địa điểm tiếp theo là vườn chim du rong của Singapore, trải rộng trên diện tích là 20 hectare và là nơi cư trú của hơn 9.000 cá thể chim thuộc hơn 600 loài khác nhau. Và nơi đây thì được xem là công viên chim lớn nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và vườn chim du rong thì nằm ngay ở phía tây của ngọn đồi du rong xinh đẹp và được xây dựng từ năm 1968 với tổng chi phí lên đến là 3.500.000 đô la. Và cả cái khu vườn là một công viên với những cái hồ nước trong vắt, những cái hát nước ầm ào cũng như là những cái thảm cỏ xanh rì, hoa thì rất là rực rỡ. Và thế giới loài chim nơi đây thì rất là đa dạng với nhiều chủng loại rất là phong phú, như là hoàng hạc nè, trĩ nè, gà lôi, cò bồ nông, vẹt, sáo, thiên nga vân vân. Và chúng sống trên cây, dưới mặt đất, trong chuồng nè, trên những mỏm đá giữa hồ, hay là bơi lội thành từng đàn. Và cũng có thể thấy là cái nơi đây là một địa điểm mà khá lý thú cho những bạn trẻ mà yêu thích thiên nhiên. Và còn rất là nhiều nơi hấp dẫn khác nữa, thì nếu các bạn muốn biết thì có thể tìm hiểu tại website của Tân Đại Dương, đó là tandaiduong.edu.vn. Trúc Giang chân thành cảm ơn những thông tin thật sự hữu ích về đất nước Singapore mà chị Thanh Trúc vừa chia sẻ cùng với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp ngay sau đây Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Cẩm nang du học. Lưu ý về tài chính khi du học Singapore. Singapore là một thành phố an toàn, tuy nhiên bạn cũng không nên mang theo quá nhiều tiền mặt khi đến nơi đây. Tốt hơn hết là bạn nên dùng sách du lịch hoặc mở tài khoản ngân hàng. Khi bạn mở một tài khoản ngân hàng, tiền mặt của bạn sẽ được an toàn hơn bắt đầu từ lúc này. Gia đình bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi chuyển tiền cho bạn, và bạn cũng có thể thanh toán các khoản phí như học phí một cách thuận tiện hơn. Singapore có cả một mạng lưới lớn các máy rút tiền mặt tự động ATM giống như ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Hầu hết các máy này đều được kết nối với mạng quốc tế, vì vậy bạn có thể rút tiền từ tài khoản nước bạn. Các thẻ tín dụng quốc tế chính đều được chấp nhận rộng rãi, nhưng bạn không thể dùng chúng để thanh toán cho phí cấp visa sinh viên. Hãy làm thẻ tín dụng trước khi đi. Các thẻ tiền mặt được xem là các ví đựng tiền bằng điện tử. Thẻ tiền mặt trông giống như thẻ tín dụng, và bạn có thể sử dụng hai loại thẻ này như nhau. Ngân hàng và nhiều cửa hiệu có bán loại thẻ này. Các ngân hàng và các điểm đổi tiền đưa ra các tỷ giá quy đổi, và việc đổi ngược trở lại từ đô la Singapore lấy đồng tiền của nước bạn là rất dễ dàng. Công ty
Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.